Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, song các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn huyện đã từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Huyện đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đạt được kết quả đáng phấn khởi, đạt và vượt 10 trên 10 chỉ tiêu. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Võ Chí Trung đề nghị năm 2023, các xã thị trấn ban ngành huyện tập trung thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát triển các mô hình tổ hợp tác sản xuất, xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP để nhanh tiến độ giải ngân các dự án trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra.